Đức bà mẹ Đức Chúa Trời là mẹ chúng con, nay chúng con sắp mình xin dâng cho mẹ thân nhân từ do mình chúng con là thân sơ sơ sáng các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Nay chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức mẹ mọi việc trong dân nước Việt Nam này. Chúa là xin Đức bà là mẹ các thầy ca cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh để mọi đấng bậc được lòng sốt xa làm gương sáng mà chịu khó lập công cho bền lòng. Mà xin là mẹ các giáo hiếu mà vô hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều mà tận tới đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Sau hết xin là mẹ các kẻ còn đi đàng nào mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Chớ gì hết mọi người trong nước Việt Nam này nhờ máu của cháu bao con đức mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc, mà nhờ công nghiệp đức mẹ cầu bầu mà được tìm đến cùng trái tim của trong đấng kêu thế mà coi lễ sự nên lành nên thánh để sao nên một đoàn chiến theo một Chúa chiến. Đức bà vô hộ kẻ có đạo cầu cha chúng con. Đức mẹ thông ơn Thiên Chúa cầu cha chúng con. Nước vương nước Việt Nam ngự trên trời cầu cha chúng con. Đêm nay đêm vọc phục sinh, đêm cực thánh, đêm của các đêm, lễ vọng trên mọi lễ vọng. Từ đầu mùa chay, giáo hội đã đưa chúng ta ngày càng gần tới tấn kịch cứu độ, mà cao điểm là ba ngày cuối tuần thánh này, gọi là tam nhật vượt qua. Tấn kịch chứa chan yêu thương như thứ năm, bi kịch u sầu của ngày thứ sáu Chúa chịu nạn. Và đêm nay kết thúc với niềm vui hùng tráng trong khúc ca khải hoàn. Đêm nay là đêm đầy ánh sáng, vì bóng tối sự chết đã bị đẩy lui. Là đêm vượt qua mới, vì bao tâm hồn đã vượt qua giếng lửa tội, bước sang cõi sống. Vì chính là đêm Đức Giêsu Kitô sống lại, tảng đá cửa mồ đã bật tung. Chúa Kitô chiến thắng tử thần bước ra khải hoàn, đem lại sự sống bất diệt cho toàn thể nhân loại. Phụng vụ đêm nay gồm 4 phần chính. 1. Làm phép lửa mới và công bố tin mừng phục sinh. 2. Phụng vụ lời Chúa. 3. Làm phép nước lửa tội và tuyên lại lời hứa khi chịu phép lửa tội. 4. Phụng vụ thánh thể. Phần thứ nhất, làm phép lửa mới và công bố tin mừng phục sinh. Mời cộng đoàn đứng. Đoàn lễ nghi tiến tới nơi làm phép lửa, tất cả các đèn nến nhà thờ tắt. Trước khi làm phép lửa, giáo hội muốn cho chúng ta tưởng niệm bóng tối thâm u sự chết của tội lỗi, mà Chúa Kitô là ánh sáng thật và sẽ phá tan ngay sau đây. Cha chủ sự lấy lửa mới nhóm thành ngọn lửa. Ánh lửa này hoàn toàn còn là ánh lửa tự nhiên, chưa được thánh hóa, chưa được dùng làm biểu tượng cho ánh sáng Chúa Kitô. Bởi vậy, cha chủ sự tiến hành làm phép lửa. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến,
Sau 40 ngày chay thánh, chúng ta đã sửa soạn tâm hồn bằng việc tham dự các thánh lễ, các giờ cầu nguyện, nhất là xưng tội và rước lễ. Chúng ta đều đã có kinh nghiệm trong cuộc sống khi bị chìm vào u tối. Chúng ta đang sống trong những giờ phút rất thiêng liêng của đêm vọng phục sinh. Hình ảnh không có ánh sáng trong nhà thờ giúp chúng ta mường tượng ra bóng đen của tội lỗi khi chúng ta sống trong tội lỗi. Chúa Kitô đến, Ngài là ánh sáng trần gian. Ngài đã xoa tan bóng đen của tội lỗi, của hận thù, của ghen ghét, của bất công. Vì vậy, trong đêm phục vụ này, chúng ta sẽ được tiến bước đến nguồn ánh sáng là Đức Kitô. Giờ đây chúng ta cùng nhau tham dự phục vụ đêm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, tức là từ cõi chết sống lại. Hội thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu cùng họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe lời Chúa và sốt sắng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến thắng sự chết và cùng Người luôn sống kết hợp với Chúa Cha. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai Con đến rải sáng vinh quang rực rỡ của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thanh hoa ngọn lửa mới này và trong suốt thời gian mừng lễ vượt qua, xin cho niềm khao khát nước trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây nửa mới này đã được thánh hiến tượng trưng ánh sáng Chúa Kitô. Nửa này là dùng thắp nến phục sinh, là biểu tượng Chúa Kitô. Chúa Kitô đã dùng khổ hình thập giá để chiến thắng tội lỗi, nên Cha chủ sự vẽ hình thập giá trên nến phục sinh và Ngài đọc: Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng, Người làm chủ thời gian và muôn thế hệ. Vạn tuế Đức Kitô, đấng vinh hiển quyền năng, vạn vạn tuế. Amen. Tất cả các biểu hiện vừa rồi nói nên Chúa Kitô làm chủ không gian và thời gian, nắm quyền thống trị trời đất đến muôn đời, vì Người đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, và Người đã sống lại, đang hiển trị bên hữu Chúa Cha. Chúa Kitô sống lại nhưng vẫn còn mang năm dấu thánh thương tích trên thân thể sáng láng vinh hiển của Người, nhắc nhở chúng ta muốn vào cõi vinh quang phải qua con đường thập giá. Để biểu trưng năm dấu thương tích thánh,
cha chủ sự cắm 5 hạt hương lên hình thánh giá trên nến phục sinh và ngài đọc: Vì 5 vết thương chí thánh và vinh hiển, xin Chúa Kitô gìn giữ và bảo vệ chúng ta. Amen. Việc trang hoàng nến phục sinh bằng những dấu hiệu đã xong. Nến phục sinh xứng đáng biểu tượng Chúa Kitô, xứng đáng tiếp nhận ngọn lửa vừa làm phép. Cha chủ sự lấy lửa mới, thắp nến phục sinh và ngài đọc: Xin Chúa Kitô đấng phục sinh vinh hiển chiếu rải ánh sáng của người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng con. Giờ đây, cha chủ sự bỏ hương để bắt đầu cuộc kiệu nến phục sinh lên cung thánh. Trong khi kiệu nến phục sinh, 3 lần cha chủ sự giơ cao nến phục sinh và tung hô ánh sáng Chúa Kitô. Sau mỗi lần, chúng ta đều vui mừng sốt sắng cùng ca đoàn đáp lại tạ ơn Chúa. Mở đầu, cha chủ sự giơ cao nến phục sinh và long trọng tung hô: Ánh sáng Chúa Kitô. Giờ đây, người cầm bình hương đi trước, lôi đến thánh giá. Tiếp theo là đoàn lễ nghi trang nghiêm tiến lên cung thánh. Tới giữa thánh đường, cha chủ sự vui mừng tung hô lần thứ 2. Ánh sáng Chúa Kitô. Tới đây, cũng như ánh sáng phục sinh trước tiên đã chiếu soi các môn đệ Chúa Kitô và cũng như các thừa tác viên của giáo hội được tham dự vào sự sống và quyền năng của đấng phục sinh qua sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Tất cả đèn nến của đoàn lễ sinh được thắp sáng. Ánh sáng Chúa Kitô từ mộ thánh chiếu soi khắp trần gian. Ánh sáng đó soi sáng vào đem niềm tin hân hoan tới vị thủ lãnh của giáo hội
tới các thừa tác viên và toàn thể dân Chúa, nên trước khi thắp sáng hết mọi đèn nến trong thánh đường, cha chủ sự tới cung thánh, ngài đứng trước bàn thờ và tung hô lần thứ ba: Ánh sáng Chúa Kitô. Tất cả khu thánh đường bật đèn, toàn thể thánh đường tràn ngập ánh sáng. Đây là lúc thích hợp nhất để công bố tin mừng phục sinh, ca ngợi ánh sáng phục sinh, đồng thời ca ngợi tình thương Thiên Chúa đối với nhân loại tội tình. Cha chủ sự tôn vinh nến phục sinh, tượng trưng Chúa Kitô, chính người là ánh sáng bởi ánh sáng từ trời xuống soi sáng nhân gian. Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài tụng ca ánh sáng. Qua bài tụng ca này, chúng ta sẽ thấy tất cả niềm hân hoan của giáo hội đêm nay. Chúa Kitô là ánh sáng xua tan bóng đêm tội lỗi. Đồng thời, chúng ta cũng thấy đó tình thương của Thiên Chúa đã biến tội Adam thành hồng phúc. Vì Adam đã phạm tội mà chúng ta có đấng cứu thế gánh vác tội lỗi chúng ta. Mời cộng đoàn đứng. Mừng vui lên, hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời. Cùng vui lên, hỡi những thừa tác viên này. Tiếng loa cứu độ hay vang rền không gian. Mừng reo chiến công oai hùng vua khai hoàn. Và vui lên, toàn trái đất vui lên. Dưới ánh huy hoàng chiếu soi và dưới ánh sáng muôn đời trôi ngời, tất cả vũ trụ đều hân hoan được ơn thoát ly xa miền tối u sầu. Cùng vui lên, ôi mẹ hội thánh vui lên, uy nghiêm trong muôn ngàn ánh quang. Khắp nơi trong cung điện này hòa vang lên ngàn muôn tiếng ca reo mừng của nhân trần. Họp nhau đây, tôi xin anh chị em rất thân yêu, đang hân hoan tham gia nguồn sáng này, hết tâm kêu xin cùng Chúa uy lên. Tha thiết khấn xin lòng Chúa nhân từ. Người dù thương tôi dù không có công chi, thương cho tôi nhập hàng tư tế người, khấn xin ban cho tôi đầy ánh quang, để tôi hân hoan ca ngợi cây. Tâm tư ca tụng Thiên Chúa Cha, đấng thiêng liêng toàn năng, cùng Đức Giêsu Kitô còn một người Chúa chúng tôi. Ngài thế chúng tôi cha nợ Adam.
và đổ máu quý giá để tẩy sạch án tổ tông dương. Chính đây là lễ vượt qua mà chiến thần chịu xa tế, nơi cửa nhà dân Chúa đã được ghi dấu máu chiến. Này là đêm mà trong chúng tôi là con cái Israel thoát đi Ai Cập xưa, Chúa đã cho tiến qua biển đỏ vẫn khổ chân. Chính đây là đêm nhờ ánh sáng cột lửa thiêng xua tan bóng đèn tội lỗi nhân gian. Đây là đêm mà hôm nay ai tin cậy lời Chúa Kitô khắp trên trần gian được cứu thoát hết các vết nhơ và tôi tâm tội khiến, được ơn Thiên đưa về hợp đoàn cùng các thánh nhân. Này là đêm xiềng xích bị bẻ tung, Đức Kitô ra khỏi ngục vinh thắng tiến lên. Nguồn phúc cứu thế nếu không trao ban, chúng ta sinh ra nào có ích chi. Ôi huyền nhiệm thay, lòng Thiên Chúa yêu trần thế chúng tôi, tình thương yêu của Chúa không ai hiểu thấu, để cứu đầy tớ Chúa đã nộp chính con yêu. Ôi cần thiết thay tội Adam, tôi đã được tẩy xóa chính nhờ sự chết Chúa Kitô. Ôi tôi hồng phúc vì cho chúng ta đấng cứu chuộc rất cao sang. Ôi đất thần hạnh phúc chỉ người biết giờ Chúa Kitô từ cõi chết đã vinh thăng. Đây là đêm mà sách thánh đã ghi là đêm rực rỡ sáng như bình minh, đêm mà ánh sáng soi ta biết nào cảm mến sướng vui. Vì thế sự thanh thiên của đêm nay xua đuổi hết tội khiến, tẩy sạch vết nhơ, người có tội được sạch trong, kẻ ưu phiền sướng vui hân hoan, phá tan hận thù oan ghen và sớm đem hòa thuận đồng tâm khuân phục quyền bình thế gian. Kinh lạy Cha Chi Thánh, nguyện xin trong nguồn ơn thánh đêm nay nhận cho hương thơm lễ chiều hôm là lễ nghi dâng cây lên làm bởi sáp ong tinh tuyền đây, do tay thừa tác viên giáo hội cùng kính dâng lên. Giờ đây tôi hiểu biết ý nghĩa của ngọn nến lung linh sáng lên để Chúa được ngợi chúc tôn vinh. Dù phân chia đi ở khắp nơi cũng không hao mòn chi, luôn nuôi bằng tinh chân sáp ong mẹ đã gây lên. Ôi đêm hồng ân, này là đêm nối kết trời đất, kết hợp Thiên Chúa với muôn người thế chúng tôi. Nguyện xin cho cây nến này dâng Chúa đây luôn luôn được tỏa sáng, phá tan mọi bóng tối đêm nay. Nguyện cho ngọn nến lung linh hòa với muôn vì sao, luôn được Chúa đoái thương xem như hương trầm ngát thơm bay. Ước mong ngôi sao mai sẽ gặm gỡ anh lửa này chiếu sáng luôn. Này đây ngôi sao mai không bao giờ lặn đi,
Chúa, Đức Kitô ngôi sao từ nơi tối tăm vượt nên chiếu sáng nhân gian. Người là đấng thống trị hằng sông, đến muôn đời muôn kiếp vinh quang. Amen. Phần phục vụ lời Chúa trong đêm thánh này, giáo hội giúp chúng ta ôn lại lịch sử ơn cứu độ. Lịch sử này bắt đầu từ lời Thiên Chúa hứa ban đấng cứu thế sẽ sinh ra bởi dòng dõi người phụ nữ, đạp dập đầu con rắn gian tà, rồi được không ngừng nhắc lại qua các tiên tri và các sự kiện, đặc biệt sự kiện vượt qua biển đỏ. Trước hết, xin mời cộng đoàn lắng nghe cha chủ tế khai mạc phần phục vụ lời Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta đã long trọng khai mạc đêm canh thức vượt qua. Giờ đây chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Chúng ta hãy ngẫm xem trong thời cựu ước, Chúa đã cứu chuộc dân người làm sao? Và trong thời đại cuối cùng này, Người lại sai con một đến cứu chuộc chúng ta thế nào? Chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà Người đã khởi sự trong bầu nhiệm vượt qua. Bài trích sách sáng thế: Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: Phải có ánh sáng. Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán: Phải có một cái vòm ở giữa khối nước để phân rẽ nước với nước. Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên, liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán: Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra, liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán: Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại. Trong có hạt giống, liền có như vậy. Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa phán: Phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn, vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng,
đó là ngày thứ tư. Thiên Chúa phán, nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất. Dưới vòm trời, Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loại, và mọi giống chim bay tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy biển, và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm. Thiên Chúa phán, đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại, gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loại, liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và loài bò sát dưới đất tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ chim trời, cá biển và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa phán, đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Đó là lời Chúa. Oh,
con biến lên bầu trời cao, hơi thở Chúa tạo thành những vì sao. Ngài mang lương từ sông sâu rụt lại, biển khơi ngày nay đem đựng vào kho. Sức lực con hãy thương son và ban muôn phùng lành, vì con đặt hết tin cậy ở Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, mọi công trình của Chúa thật kỳ diệu phi thường. Xin làm cho chúng con là những kẻ được Chúa cứu chuộc, luôn luôn hiểu biết rằng công trình tạo thành vũ trụ thuở ban đầu tuy đã kỳ diệu, nhưng công trình cứu độ của Đức Kitô, đấng hy sinh làm chiên lễ vượt qua của chúng con trong thời sau hết còn kỳ diệu hơn nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách xuất hành. Khi ấy, con cái Israel thấy người Ai Cập tiến đến sau lưng thì kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cùng Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: có gì mà phải kêu cứu ta? Hãy bảo con cái Israel cướp nhổ trại. Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, sẽ lẽ nước la cho nối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Israel đi vào. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá, chúng sẽ tiến vào sau các ngươi. Bấy giờ ta sẽ được vẻ vang hiển hách, đánh bại Pharaoh cùng toàn thể quân lực chiến xa và kỳ binh của vua ấy. Người Ai Cập sẽ biết chính ta là Đức Chúa khi ta vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pharaoh.
cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy, thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel, lại lời chỗ mà xuống đi sau họ, cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, chen vào giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Bên kia mây tỏa mịt mù, bên này mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không sát lại được gần nhau. Ông Mô-xê giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn, nước rẽ ra, và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Quân Ai Cập đuổi theo, khiến toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pharaoh tiến vào giữa lòng biển, đằng sau dân Israel. Vào lúc gần sáng, từ cột và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập. Người gây rối loạn hàng ngũ Ai Cập làm chiến xa kỵ binh kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai Cập bảo nhau, ta phải trốn bọn Israel, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai Cập để giúp họ. Đức Chúa phán với ông Mô-xê, hãy giơ tay lên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai Cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng. Ông Mô-xê giơ tay trên mặt biển và biển ập lại như cũ. Vào lúc tảng sáng, quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển. Đức Chúa xô nhã quân Ai Cập giữa lòng biển, nước ập xuống vùi nấp chiến xa và kỵ binh, vùi nấp toàn thể quân Pharaoh đã theo dân Israel đi vào giữa lòng biển. Không một tên nào sống sót, còn con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Ngày đó, Đức Chúa đã cứu Israel khỏi quân Ai Cập. Israel thấy quân Ai Cập phơi thây trên bờ biển, Israel thấy Đức Chúa ra tay hùng mạnh đánh bại quân Ai Cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Mô-xê, tôi trung của người. Bấy giờ, ông Mô-xê với con cái Israel hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng: tôn vinh danh người chi thay, danh người là Chúa tổ phụ tôi. Tôi xin hát mừng Thiên Chúa tôi ca lên bài ca mừng Đức Chúa Trời hùng mạnh. Chiến sĩ hùng anh, Đức Chúa là thánh danh uy dũng, chính người đã ném xuống biển sâu muôn muôn tinh binh của Pharaoh, binh hùng
đứng lạnh của ông. Trời vơi lặng chìm dưới biển sâu. Mặt người biểu dương quyền uy, ra tay đánh tan quân thù hung hãn. Dân người được Chúa đem trong đời, núi thành chân ngự cung thánh ngự. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, những công trình kỳ diệu Chúa đã làm thuở trước nay còn như xuất hiện rõ ràng. Qua vậy xưa Chúa đã ra oai thần lực, cứu một mình dân Israel khỏi bàn tay Pharaoh áp bức. Ngày nay Chúa cũng dùng nước thanh tẩy để cứu độ muôn dân khắp hoàn cầu. Xin cho mọi người trên thế giới được lòng tin mạnh mẽ như tổ phụ Abraham và đạt tới địa vị làm dân của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán với thành Jerusalem: Đấng cùng người sánh duyên cầm sắt chính là Đấng đã tác thành ngươi, và tôn danh người là Đức Chúa các đạo binh. Đấng chuộc ngươi về chính là Đức Thánh của Israel, tước hiệu người là Thiên Chúa toàn cõi đất. Phải, Đức Chúa đã gọi ngươi về như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn, người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành. Thiên Chúa ngươi phán như vậy: trong một thời gian ngắn, ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ, ta sẽ đón ngươi về tái hợp. Lúc nửa giận bừng bừng, ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, ta lại chạy lòng thương xót. Đức Chúa, đấng cứu chuộc ngươi, phán như vậy: ta cũng sẽ làm như thời Lô-ê. Lúc đó ta đã thề rằng hồng thủy sẽ không tràn ngập mặt đất nữa. Cũng vậy, nay ta thề sẽ không còn nổi giận và hăm dọa ngươi đâu. Núi có rời, có đổi, đồi có chuyển, có lay. Tình nghĩa của ta đối với ngươi vẫn không thay đổi. Giao ước hòa bình của ta cũng chẳng chuyển lay. Đức Chúa là Chúa thương xót, ngươi phán như vậy. Hỡi thành đô khốn đốn, ba chìm bảy nổi, không người ủi an. Này đá của ngươi, ta lấy phẩm màu tô điểm. Nền móng ngươi, ta đặt trên lam ngọc. Nỗ châu mai tường thành, ta xây bằng hồng ngọc. Các cửa thành ngươi bằng pha lê, tường trong lũy, ngoài toàn đá quý. Con cái ngươi Đức Chúa đều dạy dỗ, chúng sẽ được vui hưởng thái bình. Nền tảng vững bền của ngươi sẽ là đức công chính.
người sẽ thoát khỏi áp bức, không còn phải sợ chi, sẽ thoát khỏi kinh hoàng, vì kinh hoàng sẽ không đến gần ngươi nữa. Đó là lời Chúa. Con tán dương Ngài, lạy Chúa vì Chúa đã cứu con, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Từ cõi âm ti Ngài đã kéo con lên, tường đã xuống mồ mà Ngài thương cứu. Chập tối tới canh khuya, hương sáng lên rồi là hò reo múa. Con sẽ ca tụng Ngài, lạy Chúa vì Chúa đã cứu mạng con. Xin lắng nghe lời, lạy Chúa. Đôi khúc bi ca thành vũ khúc hân hoan, xin đến muôn đời người ca danh Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, để đáp lại niềm tin của Tổ phụ, Chúa đã hứa ban cho các ngài một dòng tộc đông đảo. Nay xin thực hiện lời hứa ấy mà làm cho số nghĩa tử ngày càng thêm đông, để mọi người tôn vinh danh thánh và xã hội được thay thực hiện điều các Tổ phụ vẫn tin tưởng đợi chờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây. Dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Đến mua rượu, mua sữa không phải trả đồng nào. Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống? Tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ lo lòng. Hãy chăm chú nghe ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ thiết lập các ngươi một giao ước vĩnh cửu, để chọn bề nhân nghĩa với David. Này, ta đặt David làm nhân chứng cho các dân, làm thủ lãnh chỉ huy các nước. Này, ngươi sẽ chiêu tập một dân tộc ngươi không quen biết, một dân tộc không quen biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, vì Đức Thánh của Israel đã làm cho ngươi được vinh hiển. Hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người núp người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo. Người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có, mà trở về với Đức Chúa và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Sấm ngôn của Đức Chúa
trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy. Một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta trao phó. Đó là lời Chúa. Ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là niềm hy vọng độc nhất của trần gian, Chúa đã dùng lời các ngôn sư tiên bao những mầu nhiệm đang thực hiện ngày nay, xin khơi dậy trong lòng dân Chúa những ước nguyện cao đẹp, vì nếu không có Chúa soi chi mở lòng, chẳng một ai trong chúng con có thể tiến bước trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách ngôn sứ Ê-đê-ki-ên. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, con cái nhà Israel đang cư ngụ trên đất của chúng, đã làm cho đất ấy ra ô uế vì lối sống và các hành vi của chúng. Ta đã trút xuống trên chúng cơn thịnh nộ của ta, vì máu chúng đã đổ ra trên đất ấy và làm cho đất ấy ra ô uế vì các việc ô uế của chúng. Ta đã tung chúng đi, các dân, và gieo chúng vào các nước. Ta đã căn cứ vào lối sống và các hành vi của chúng mà xét xử. Chúng đã làm cho danh ta bị xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến, khiến người ta nói về chúng rằng: Đó là dân của Đức Chúa, chúng đã phải ra khỏi xứ của người. Nhưng ta ái ngại cho thánh danh ta đã bị nhà Israel xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến. Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Israel:
Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Hỡi nhà Israel, không phải vì các ngươi mà ta hành động, mà vì danh thánh của ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa các dân các ngươi đã đi đến. Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ, chư dân sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Khi ta biểu dương sự thánh thiện của ta nơi các người ngay trước mắt chúng, bấy giờ ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi ta sẽ rải nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem nó ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi. Đó là lời Chúa. Sạch con khỏi bao vết nhơ, vì chính Ngài con luôn ngóng chờ. Nguyện thương con, Ngài Chúa ơi, theo lòng từ bi của Ngài, nguyện xin xót thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Muôn tội đời con, lòng con thấu sâu, ngày đêm luôn ám ảnh trong đầu. Trên đường trần gian tôi vương trái ngang, đã xúc phạm bên trước thánh nhà. Con để con hát ca.
chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dùng lời Kinh Thánh giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ vượt qua. Xin cho chúng con được thâm hiểu lòng nhân hậu của Chúa đối với chúng con, để những hồng ân Chúa ban tặng ở đời này giúp chúng con vững vàng tin tưởng sẽ được Chúa ban muôn phúc lộc đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây, các lễ sinh thắp hoa nến trên bàn thờ và chúng ta chính thức bước vào niềm vui phục sinh. Sau khi cha chủ sự xướng kinh vinh danh, chuông trống đổ hồi, kèn chổi nhạc và cộng đoàn vỗ tay mừng Chúa phục sinh. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh vinh quang của Đức Kitô sống lại làm cho đêm thánh này rực sáng. Xin cử Thánh Thần đến đổi mới và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo để phục vụ Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trí cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao. Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống lại một đời sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã được nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đanh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô nề cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay người sống lại là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa. Giờ đây,
Xin mời cộng đoàn cùng đứng lên, cùng toàn thể giáo hội hát vang lời Hallelujah. Hãy cảm tạ Thiên Chúa, hãy vui mừng lên, vì Chúa đã sống lại thật rồi. Cha chủ sự sẽ sướng ba lần, mỗi lần lên cao hơn, tha thiết hơn, và sau mỗi lần cộng đoàn cùng hân hoan lặp lại. Trước mắt ngàn dân,
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chiều ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội. Thiên thần Chúa từ trời xuống đến năn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên, diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thấy người lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi, thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: Này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đấng chịu đóng đinh. Người không có ở đây, vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho các môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: Chào chị em. Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Ga-li-lê, họ sẽ được thấy thầy ở đó. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngay từ lúc đầu bắt đầu nghi thức, ai để ý người dẫn lễ có đọc một cái câu như thế này: Đêm nay là đêm cực thánh. Lễ vọng đêm nay là lễ vọng của các lễ vọng. Tại sao đêm nay là lễ như thế nào mà lại phải là lễ vọng của các lễ vọng, là lễ của cực thánh? Thưa, bởi vì trước tiên chúng ta nhớ lại rằng chính vì tội lỗi của Adam xưa mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại món quà quý giá, đó là con một yêu dấu, là chính Đức Giêsu Kitô. Ngài đã chết để cứu nhân loại. Qua đó, tội Adam được tẩy xóa. Tội lại trở nên hồng phúc bởi vì tội mà chúng ta có được đấng cứu độ rất cao xa. Hơn nữa, đêm nay Đức Giêsu đã từ trong cõi chết trỗi dậy vinh quang. Nhờ Đức Giêsu trỗi dậy từ cõi chết mà đêm nay trở thành đêm của ánh sáng, chiếu soi xua tan mọi bóng đen của tội lỗi, làm cho tất cả những ai có lòng tôn kính Chúa Kitô trên trần gian được cứu thoát khỏi hết các vết nhơ và tối tăm tội lỗi, được trả ơn thiêng dẫn đưa về hợp đoàn cùng các thánh. Rồi qua sự phục sinh mà xiềng xích của sự chết, xiềng xích của âm phủ bị bẻ tung, tẩy trừ các vết nhơ, người có tội được sạch trong, kẻ ưu phiền được sướng vui hân hoan,
phá tan hận thù của oán ghét, đem hòa thuận đồng tâm khuất phục thế gian. Vinh thắng tiến lên và nguồn ơn cứu rỗi được trao ban tràn đầy cho toàn thể nhân loại, làm cho cuộc sống của con người đạt tới ý nghĩa và giá trị cao nhất. Bởi vì nguồn ơn cứu rỗi nếu không được trao ban, chúng ta sinh ra ở đời này nào có ích chi. Đêm nay còn là đêm thật hạnh phúc, tuyệt vời, bởi vì nhờ Đức Kitô mà đêm nay là đêm nối kết trời với đất, kết hợp Thiên Chúa với con người trần gian. Cho nên chúng ta thấy từ bài ca Phục Sinh cho đến các bài đọc từ Cựu Ước đến Tân Ước, đặc biệt bài Tin Mừng, chúng ta thấy đều ca vang tình yêu lớn lao và kỳ công vĩ đại mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Thật thế, vì tình yêu mà Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài, và vì tình yêu mà Chúa đã hứa ban đấng cứu thế cho nhân loại. Và cũng vì tình yêu mà Chúa đã giải phóng dân Israel ra khỏi Ai Cập, một cuộc giải phóng ngoạn mục, làm hình ảnh báo trước cuộc giải phóng toàn vẹn cho nhân loại qua chính con một của Ngài. Và vì tình yêu mà Chúa đã trao ban con một, vì yêu mà Chúa Giêsu đã đi đến cõi chết và từ cõi chết sống lại vinh quang. Ngài chịu chết và sống lại để giải thoát chúng ta khỏi sự chết đời đời do tội và trao ban sự sống mới, sự sống vĩnh cửu của Ngài cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, thật tuyệt vời với biết bao vì chúng ta được cảm nếm ngọt ngào thánh thiền và hạnh phúc của đêm nay. Không chỉ là sự cảm nếm mà thực tại của đêm cực thánh đã được trao ban cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Đó chính là nguồn hy vọng lớn nhất của người Kitô hữu chúng ta. Bởi như Thánh Phaolô đã nói, nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lòng tin của anh em thật hão huyền. Và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì thế, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn không chỉ đêm nay mà trong suốt cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy làm cho những gì chúng ta đã đón nhận từ cuộc khải hoàn của Chúa Kitô triển nở trong đời của mình, bằng cách loại bỏ tội lỗi, tối tăm, khổ đau, oán ghét, hận thù, chia rẽ và thiết lập yêu thương trong cuộc đời này. Chúng ta đã sốt sắng trải qua những ngày chay thánh, nhất là Tam Nhật Thánh, thật sốt sắng, hoành tráng, thật là một truyền thống cổ kính và đáng trân trọng như giáo sư chúng ta đã làm trong những ngày vừa qua. Tất cả đều được mời gọi chúng ta hãy dứt bỏ những quyến rũ của tội lỗi, trỗi dậy theo lời mời gọi của giáo hội, vâng lời Thiên Chúa để vượt qua biển chết của tội lỗi, thì sẽ được Đức Giêsu giải phóng chúng ta khỏi tà thần, tiêu diệt quỷ dữ, dẫn đưa ta về miền đất phục sinh, vinh quang muôn đời. Nguyện xin Chúa phục sinh
đổ tràn đầy tình yêu, sức mạnh và sự sống của Ngài trên chúng ta, để niềm vui phục sinh hôm nay luôn là niềm vui, sức sống và nghị lực cho chúng ta trong suốt cuộc đời này. Amen. Phần thứ ba, làm phép nước và tuyên lại lời hứa lừa tội. Giờ đây, mời cộng đoàn tham dự nghi thức làm phép nước và nhắc lại lời hứa lừa tội. Trước hết, chúng ta cùng lắng nghe cha chủ sự nhắc nhở. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta xin Chúa thánh hóa nước này để chúng ta rảy trên mình mà nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng ta đã lãnh nhận. Cúi xin Chúa đổi mới chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn thánh người đã ban. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong đêm cực thánh này, chúng con là dân Chúa đang họp nhau canh thức cầu nguyện để tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con và thanh hoa nước này do chính Chúa đã dựng nên để làm cho ruộng đất phì nhiêu màu mỡ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái. Và trải qua lịch sử cứu độ, nước thiên nhiên đã trở nên khí cụ của tình thương hải hà. Qua vậy Chúa dùng nước biển đó cứu dân riêng khỏi vòng nô lệ và làm vọt lên giữa sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân dài khát. Các ngôn sứ cũng dùng hình ảnh nước mạch tuôn trào để tiên báo Chúa sẽ lập giao ước mới với loài người chúng con. Và sau hết khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa đã thanh hoa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây khi chúng con rảy nước thánh trên mình để nhớ lại bí tích thanh tẩy chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em đang thanh tẩy trong mùa vượt qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây chúng ta tuyên hứa lại những điều đã hứa khi lãnh nhận bí tích lừa tội, là từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng đức tin. Khi cha chủ sự đại diện giáo hội hỏi ba câu đầu, chúng ta cương quyết hô từ bỏ. Ba câu sau, chúng ta hãnh diện tuyên xưng niềm tin. Nhưng trước hết, chúng ta cùng lắng nghe lời hiệu triệu của cha chủ sự. Để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, anh em có từ bỏ tội lỗi không? Để khỏi nằm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không? Anh chị em có từ bỏ Satan là đầu mối gây ra mọi tội ác không? Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin Giáo hội Thánh Thiện Công Giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không?
Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin Người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hợp với Đức Kitô để được sống muôn đời. Amen. Giờ đây Cha chủ sự sẽ sái nước thánh trên chúng ta. Chúng ta cung kính lãnh nhận nước thánh, nhớ lại bí tích lửa tội đã lãnh nhận và để kính nhớ Đức Giêsu Kitô đã chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta. Anh chị em thân mến, Chúa đã sống lại thật, đã chiến thắng sự chết và cho loài người chúng ta được tham dự vào sự sống làm con Chúa. Vậy trong niềm vui mừng trọng đại này, chúng ta hãy cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. Khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, có các phụ nữ đi viếng mộ Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần hội thánh vào ngày Chúa Nhật biết tìm gặp Chúa, lại nhận ơn đức tin và ơn cứu chuộc để loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người. Lời chúng con. Đức Giêsu đã phục sinh, Người đã trỗi dậy như lời Người đã nói. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các anh chị em lương dân được ơn khao khát Chúa,
biết tìm kiếm nguồn sống hạnh phúc thật là Chúa Kitô phục sinh, và được lãnh nhân ơn Chúa cứu chuộc. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa Giêsu đã trải qua bao đau thương và chịu khổ hình thập giá mới bước vào vinh quang. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các Kitô hữu xác tin rằng Chúa đã sống lại, để can đảm sống chứng ta tin mừng phục sinh cho mỗi người. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa phán: Hãy đi báo tin cho các anh em của Thầy rằng họ sẽ gặp ta ở Galilea. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn tin thật Chúa đã phục sinh, và diễn ta đức tin ấy bằng đời sống đạo đức, yêu thương và phục vụ. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Xin ban Thánh Thần thanh tẩy chúng con sạch mọi vết nhơ tội lỗi và hướng dẫn chúng con sống trong ánh sáng phục sinh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Phụng vụ Thánh Thể, tất cả các nghi thức làm phép nửa, phụng vụ lời Chúa, làm phép nước và nhắc lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích rửa tội đã chuẩn bị tâm hồn chúng ta bước vào phần cuối cùng và là cao điểm của nghi thức đêm nay, là phần phụng vụ Thánh Thể. Cộng đoàn chúng ta sốt sắng hợp với Cha Chủ Tế trong việc cử hành lất thánh này. Chiều về Cán, về hôm nào Chúa hy sinh hiến trao, nghẹn ngào bao thương đau khi xác thân tuôn lệ máu, để rồi cho muôn năm sau máu nghiêng thành hy tế, chuộc tội cho muôn dân ban phúc ân mãi tuôn tràn. Sâu sau ba hôm Chúa vinh quang sống lại, đường đời hôm mai nhân gian Chúa xua tan sự chết, lòng người say trong u mê Chúa mang về ánh sáng, dọc đang đi lên quê xa Chúa nuôi bánh bơi trời. Alleluia, con
son. Mừng ngày con cha nay đã phục sinh vinh đó. Alleluia, con xin xin dâng lên cha. Alleluia, con xin xin dâng lên cha. Xin Chúa cha thương nhận lấy biến thành thần lương. Mừng ngày con cha. Anh chị em hãy cầu nguyện lấy hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu và côn lễ chúng con dâng Thiên Chúa. Đây lễ tế này khơi nguồn từ mầu nhiễm vượt qua, trở nên thần dược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiển, nhất là trong đêm cực thánh này, thật là chính đáng phải đào và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô tự hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, chính Người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian. Người đã chết để diệt trừ sự chết nơi chúng con và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời, cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức.
Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa, cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Tôma chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các bậc tiền nhân, ân thân nhân của cộng đoàn giáo xứ chúng con đây, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thay được và hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lịch Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hạ ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
xin quý gì lên để trao mình thánh cho cộng đoàn. Xin các cụ thừa tác viên đứng ở ba cửa ra vào phía nam. Quý gì Đa Minh đứng ở phía giữa. Còn quý gì Mân Côi và Mến Thánh Giá sẽ đứng ở phía ba cửa bên may. Và nếu như anh chị em nào không cùng niềm tin với chúng tôi đang tham dự thánh lễ này, thì xin vui lòng không nhận bánh thánh. Xin chân thành cảm ơn. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Thank you.
chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Này Chúa, Chúa đã dùng những bí tích vượt qua nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây chúng ta thinh lặng giây lát để lãnh nhận phép lành trọng thể trong ngày lễ cực trọng này. Và sáng mai chúng ta có thánh lễ ở đây vào lúc 5 giờ như thường lệ. Thánh lễ dành cho các cháu thiếu nhi vào lúc 7 giờ 30. Và ban chiều chúng ta sẽ rước Chúa Khải Hoàn, sau đó là thánh lễ. Xin quý ông bà chị em chúng ta sắp xếp thời gian đi tham dự các thánh lễ ngày mai cho đông đủ và sốt sắng. Xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã cộng tác, chia sẻ với chúng tôi trong việc tổ chức Tam Nhật Thánh, cũng như đặc biệt trong thánh lễ tối hôm nay. Ban truyền thông của người quê ở phố đã giúp chúng tôi rất nhiều trong những ngày qua. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả những ai đã giúp đỡ giáo xứ chúng ta trong những ngày vừa qua, đặc biệt là trong dịp đại lễ này. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa đã đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tứ nhờ sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đang đến với người trong nước trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Chúa đã giải thoát cõi đời.